Xin chào các bạn, hôm nay Hubert sẽ giới thiệu cho mọi người một cấu trúc mới gọi là Hybrid Workout. Chúng ta sẽ tập 15 phút đầu sức mạnh và 15 phút cuối sức bền, giúp cho chúng ta săn chắc cơ bắp cũng như là đốt cháy rất là nhiều năng lượng ha. Chúng ta cần có hai cục tạ đơn nha các bạn. Và trước khi chúng ta bắt đầu thì hãy bấm nút thích nha. Các bạn có 5 giây, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, ok, bắt đầu chương trình nào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với bài đầu tiên, đó là sumo squat nha mọi người. Hai chân mở rộng này, cầm tạ ở ngay giữa ha, không cần nhấc lên để trên vai đâu. Từ đây hạ xuống sâu rồi thở đại lên, xuống dưới các bạn giữ 1-2 giây nha mọi người. Như vậy sẽ cảm nhận tốt hơn. Rồi chuẩn bị 3-2-1, xuống hít vào, lên thở ra, hạ xuống sâu, đầu gối mở rộng cùng với mũi chân ha. Hít, thở, mở ngực ra. Đúng rồi, rất tốt. Chúng ta hai vòng đầu tập sức mạnh, cho nên là các bạn cố gắng không cần phải tập nhanh, nhưng mà làm chậm, cảm nhận cơ rõ. Có thể thì dùng tạ nặng ha. 7, 6. Bài tiếp theo sẽ tập cho phần lưng của chúng ta. Rồi, ở đây các bạn ha, đứng thẳng này, đẩy mông về phía sau, cùi chỏ mở ra 45 độ kéo lên ha, xuống hít vào, lên thở ra, siết cái giữ cái lưng thẳng nha mọi người. 3-2-1, nghiêng xuống, kéo cùi chỏ hạ xuống, hít vào, lên thở, giữ lưng thôi ha mọi người. Đấy, chỉ vậy thôi, mắt luôn nhìn xuống, giữ lưng thẳng, kéo cùi chỏ siết bả vai. Mười giây cuối. 8, 7, 3, 2, 1. Rồi, bài tiếp theo chúng ta sẽ bước forward lunge, bước về phía trước, xong thu về và đổi chân ha. Rồi, chuẩn bị nha các bạn. 3, 2, 1, bước trái thu về, đổi phải. Các bạn cứ làm chậm ha, bước dài, gập gối trước và gập gối sau. Rất tốt. Mười lăm giây nữa. Bảy, sáu, hai, một. Và tiếp theo chúng ta sẽ tập cho phần lưng trên ha mọi người. Giữ thẳng, đẩy qua khỏi đầu, sau đó hạ xuống ha. Trong lúc 15 giây nghỉ á, mọi người có thể đặt tạ một tí ha. Rồi sau đó 3 giây cuối cầm lên lại, đẩy xuống hít, lên thở. Rất tốt. Nhớ nha, như mình nói, hai vòng đầu chúng ta tập sức mạnh, cho nên các bạn sẽ không thấy cái chuyện nhảy hay là vận động nhanh. Chúng ta chỉ tập cảm nhận cơ, giúp cho cơ khỏe. 8, 7, 3, 2, 1. Rất tốt. Tiếp theo sẽ là bài deadlift nha mọi người. Hạ mông, giữ lưng thẳng, xong siết mông đẩy lên ha. Rồi. Cầm tạ nặng, cho nên là sẽ cảm nhận cái độ nặng của nó kéo mấy ngón tay ha. Rồi, hết, thở, đẩy mông. Chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi. Hết thật sâu, siết mông, siết phần cơ bụng, thở đẩy lên. Rất tốt, 15, 14. Sáu, năm, hai, ha. Bài tiếp theo chúng ta sẽ làm bài bicep curl ha. Hammer curl, nhấc lên hạ xuống từ từ ha mọi người. Lên thở, xuống hít, cố lên ha. Hai bài sau chúng ta sẽ nằm xuống. Chúng ta tập toàn thân, cả phần tay nữa nha. 3, 2, 1. Rồi, đưa lên hạ xuống 35 giây. Khép cùi chỏ,
nâng cẳng tay lên, lên thở, xuống hít. Rất tốt. Nếu mà mọi người mỏi quá, xuống hạ khoảng nghỉ khoảng 3 giây, xong tiếp tục làm lại ha. Cố lên nha mọi người, bảo đảm sau video này, mọi người cảm thấy rất là tốt bởi vì cơ các bạn hoạt động hơn bình thường và cả cái chuyện mà đốt năng lượng qua phần cardio nữa. Rồi, rất tốt. Bây giờ nè, ngồi xuống nha. Sau đó giữ hai cục tạ, nghiêng người về sau. Rồi, làm cho bàn ngực hai từng bên hạ xuống đẩy lên. Luân phiên trái phải nha mọi người. Chuẩn bị 3, 2, 1. Xuống hít lên thở. Hạ, đẩy, hạ, đẩy. Cố lên. Mọi người cố gắng á, ưỡn lưng một xíu lên trên ha. Lưng dưới không cần ép sát đâu. Chỉu là cái phần lưng trên và cái phần vai trên của các bạn á. Và đằng sau của chúng ta ấn xuống ha. Cùi chỏ hạ xuống 45 độ ha. Đừng mở ra bên ngoài như thế này. 45 độ là gấp an toàn. 3, 2, 1. Rồi, từ ha. Còn một cái bài cuối nha mọi người. Rồi, giữ đây nè. Chúng ta sẽ tập cho tay sau. Hạ xuống cùi chỏ ép sát xuống. Cảm giác cái phần tả hạ xuống ngay phần bụng ha. Rồi đẩy lên. Đừng chạm bụng, chỉ hạ xuống thôi. Giữ, rồi đẩy cố lên. Đây là bài cuối cùng. Chúng ta tập cho vai nè, lưng, ngực, đùi trước, đùi sau, mông và cả cái phần tay trước, tay sau nha mọi người. Mọi người sẽ cảm thấy cái tay sau khá mỏi bây giờ ha. Cố gắng lên, đây là bài cuối trong chuỗi 8 bài sức mạnh. Hạ xuống hít, lên thở siết đẩy. Rất tốt, cố lên. 8, 7, 3, 2, 1. Rất tốt các bạn. Bây giờ chúng ta có 1 phút nghỉ ha. Rất tốt, rất tốt. À, trong trường hợp các bạn cảm thấy nó nhẹ thì các bạn tăng lên. Còn nếu mà các bạn cảm thấy nó nặng thì các bạn có thể giảm tạ ha. Và đừng quên, trong cái lúc nghỉ này, nếu mà các bạn thích cái video này, các bạn nhớ bấm like giúp mình ha. Thích sẽ thể hiện cho mọi người biết, YouTube biết, là những người xem biết là đây là video mọi người rất là thích tập ha. Ba mươi giây nữa nha mọi người, chúng ta sẽ bắt đầu lại với bài đầu tiên, đó là sumo squat ha. Wow, tập sức mạnh nhưng mà vẫn đốt khá tốt ha. Một phút đối với mình đốt ít nhất là 10 calories. Rồi bây giờ giữ hai cục tạ lên ha mọi người. Tùy cái sức các bạn nha, không khuyến khích là các bạn tập y chang mà cái tập tập vừa sức các bạn ha. À, xuống hít vào, lên thở đẩy ra ha. Siết đẩy. Vòng cuối chúng ta tập sức mạnh rồi các bạn. Sau đó chúng ta sẽ tập 8 bài cardio ha. Đối với một số bạn á, mà tập 3 vòng các bài y chang nhau thì các bạn có thể hơi chán một xíu, thì đây là rất tốt. Chỉ có 2 vòng sau đó tập 8 bài khác nhau nữa. Cảm nhận rất là feel ha, rất là tốt cho cơ thể. Rồi, rất tốt. Bài tiếp theo sẽ là bend over row ha. Có nghĩa là nghiêng người về trước, kéo cùi chỏ về phía sau ha mọi người. Rồi. Bây giờ nghiêng, chỉ giữ thôi, kéo cùi chỏ ha. Lên thở, xuống hít. Các bạn phải làm chậm ha, nhấc lên giữ 1 giây, hạ xuống. 20 giây nữa. Rất tốt, đây là vòng cuối cùng các bạn ơi. Cái bài khó này chúng ta chỉ làm một lần này nữa thôi. Đúng rồi, 3, 2, 1, rất tốt. Rồi, bài tiếp theo ha, forward lunges. Bước chân về trước, trái, rồi phải ha. Các bạn có thể thấy là trong lúc mà mình nghỉ, mình sẽ hạ xuống nghỉ 10 giây cho phần tay ha. Sau đó mấy giây cuối mình cầm. Rồi các bạn cũng có thể làm như vậy ha. Rồi bước cặp đầu gối hạ xuống, xong đẩy về. Lần phiên trái phải.
Rất tốt. Running through the money, but the money's long. I don't love it, but I need to keep it coming on. Only friendly me and friends, we don't get along. I put that on my name, that I put them on. I put myself on stage, just they sing along. 10 giây cuối cùng. Bốn, ba, hai, một. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tập cho phần thân trên nha mọi người. Bài shoulder press ha. Rồi, chuẩn bị nạp 3, 2, giữ. Đẩy qua khởi đầu, hạ xuống từ từ ha. Rất tốt. Mọi người có đang theo lịch tập cố định không? Bản thân mình đã chia sẻ cái lịch tập rất là dễ dàng theo dõi ha. yohubertfitness.com/tập luyện là các bạn có thể tìm ra lịch tập phù hợp cho các bạn. 7 6 cố lên. 3 2 1 Oh my god. Rồi. Tiếp theo bài deadlift nha mọi người. Hạ mông xuống, đẩy mông về phía sau nha, giống như là đẩy cánh cửa. Sau đó đẩy mông về phía trước. Rồi, nhấc lên nè. 3, 2, 1, hít. Rồi, thở. Rất tốt, 20 giây nữa. Hít thở sâu, lên thở đẩy về phía trước. Ánh mắt của các bạn á, gập xuống nhìn xuống, đứng thẳng lên nhìn về phía trước ha. Giữ cái đốt sống cổ, lưng và mông trên một đường thẳng. 3 2 1 rồi. Nghỉ một tí ha. Rồi bài tiếp theo bicep curl nha mọi người. Hammer curl, nhấc lên, hạ xuống. Sau bài này chúng ta sẽ nằm xuống ha. Rồi. Chuẩn bị 3 2 1 nhấc lên, hạ xuống từ từ, lên thở, xuống hít. Sau một thời gian ít người thấy hỏi hẹp cái vụ thở ha, chắc là bản thân mình cũng nhắc mọi người cái chuyện hít thở rồi đúng không? Mọi người chắc cũng quen cái chuyện hít thở rồi. Một chiều chúng ta hít vào, một chiều thở ra. Rất tốt. 6 5 4 2 1 Rồi, rất tốt. Bây giờ chúng ta sẽ nằm xuống ha, hai bài cuối cho phần ngực và phần tay sau. Rồi, cầm hai tụt cục tạ nằm xuống. Rồi, luân phiên trái phải hạ xuống đẩy lên nha mọi người. 35 giây. Hít thở. Đẩy phải trái. Cố lên, cố lên. Chúng ta cùng một bài cuối cho phần sức mạnh của chúng ta ha. 5 4 3 Rồi. Các bạn có thể hạ xuống nghỉ 10 giây sau đó cầm lên lại ha. Bài tiếp theo ép sát vào nhau, hạ cùi chỏ xuống, đẩy lên ha. Rồi, 4 3 2 Rồi giữ lại hai cái tạ ép sát vào nhau, thở đẩy lên. Điều quan trọng đó là cùi chỏ chúng ta khép vào thân ha. Lên thở đẩy xuống hít. Hít vào, thở ra. Bài cuối cùng. Sau đó chúng ta nghỉ một phút tập cho phần sức bền. 10 9 3 2 1 Rồi, ok. Hạ ra hai bên ha. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành xong hai vòng sức mạnh nha. Bây giờ chúng ta sẽ tập 8 bài rất là căn bản của sức bền. Và với ai mà từng tập với Hubert thì các bạn chắc chắn biết 8 bài này ha. Rồi, bây giờ chúng ta có thể dẹp tạ qua một bên nha mọi người. Để cái khoảng trống để chúng ta có thể thoải mái tập cho phần sức bền.
nha, vẫn thử thách 35 giây, 15 giây. Nó sẽ hơi mệt nhưng mà cố gắng theo tới cùng ha mọi người. Rồi, trong cái lúc mình nghỉ này á, nếu mà các bạn cảm thấy thích cái buổi tập luyện ngày hôm nay, nhớ bấm like nha mọi người. Còn ai đã bấm like rồi thì đừng bấm nữa là thành bỏ luôn. Rồi, bài đầu tiên rất là đơn giản, đó là chạy nâng cao đùi nha mọi người. Có thể nâng cao đùi cao hoặc là hơi cao, thấp cũng được, không sao hết. Cố gắng theo tới cùng nha. Đây là một cái format, cái định dạng cấu trúc mới. Ha, chuẩn bị 3, 2, 1, nâng cao đùi. 35 giây. Đốt năng lượng này. Một buổi tập này bảo đảm ít nhất là 350 calories đối với mình ha. Hít thở đều. Khi mà các bạn chạy á, cố gắng siết phần cơ bụng. Rồi bước chân lên ha. Bản thân mình là đây. Các bạn có thể vỗ vào để coi mình có siết không thôi. Mình là rất là cứng bây giờ. Cứ lên 10. 5. 4. 2. 1. Rồi, bài tiếp theo sẽ là jumping jack nha mọi người. Ai tập với mình đã quá quen bài này ha. Hai chân bật ra, tay đưa lên trên xong thu về ha. Rồi, chuẩn bị 3, 2, 1, let's go. Các bạn có thể nhảy chậm hoặc là nhanh thôi. Mình tự tin có thể nói rằng cái video tập luyện của mình nó không dễ, nhưng mà nó đủ khó để các bạn có thể tập một cái video và khỏe ha. Hết thở đều. Một số video nó chỉ là Tabata 4 phút thôi, nhưng mà các bạn có thể trải nghiệm cái này ha. 30 phút tập. Các bạn nên tự hào về bản thân mình. 4 3 2 1 rồi. Rất tốt ha. Bài gót chầm mông nha mọi người. Trái phải ha. Nâng cao đùi, cảm nhận nhiều đùi trước. Gót chầm mông, cảm nhận vào cái cơ gập sau, cái đùi sau ha. 3 2 1 let's go. Hít thở. Nhịp tim tăng lên. Mình là 160 mấy rồi. Cố lên nè. Đừng lo, đừng lo. Các bạn làm được. 10 giây nữa. 10, 9. Ba, hai, một. Rồi. Rất tốt ha. Bây giờ rất là đơn giản, ice skater ha. Nhảy trượt trái phải, lựa chọn dễ, bước trái hoặc là nhảy rồi chân chạm đất luôn. Nhảy chân chạm đất ha. 3 2 1 bắt đầu. Chân chạm hoặc là cổ chân mà khỏe hơn á thì hãy mới nhấc chân lên nha. Rất tốt. Cố lên nào. Mười, chín, bốn, ba, hai, một. Rất tốt ha. Rồi, bốn bài xong, bốn bài cuối. Vừa cardio, vừa tập cho phần core, cơ trọng tâm ha. Rồi, chạy marathon bờ ha mọi người. Thử thách đó, bảo đảm luôn. 35 giây, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2. Các bạn chú ý nha, hai vai ở trên phần tay đừng đẩy về phía sau. Các bạn có thể đá thôi cũng được ha, hoặc là chạy. Hết thở đều. 20 giây. 15. 8. 7 4 3. Lần này chúng ta sẽ nghỉ cho cổ tay nằm ngửa ra làm bài bicycle nha mọi người ha. Các bạn có thể làm được tròn chậm lên hạ xuống đổi bên, hoặc là các bạn có thể làm nhanh hơn ha. Rồi, chuẩn bị 3 2 1 lên 1 hạ đổi ha. Rồi, mình sẽ làm nhanh hơn một tí. Nhanh nhưng mà phải đúng kỹ thuật.
Điều quan trọng là các bạn cố gắng nhấc vai lên càng cao, cảm nhận càng rõ phần cơ bụng. Cố lên. 7 6 Cố lên. 2 1 Bài tiếp theo nha mọi người sẽ là trong động tác tư thế plank nè. Các bạn có thể bước từng chân hoặc là hai chân nhảy bật ra thu vô ha. Cố gắng. 4 3 2 Rồi. Bật ra thu vô. Hít thở đều. Rất tốt, siết cơ bụng lại. Mười giây cuối nha mọi người. 10 9 2 1 Rồi, rất tốt. Bài cuối cùng đó là bài Barbie ha. Mọi người có thể bước ha, đứng đầu tấm thảm, nhảy nhẹ bước chân về sau hoặc là bật hai chân về sau nha mọi người. Xong trở về ha, nhảy bật lên. 3 2 1 Rồi, hít nè, bước trở về, đứng nhảy nhẹ rồi tiếp, hoặc là hai chân bật ra thu vô. Đấy, rất tốt. Làm từng cái một thôi ha, không sao cả hết. Cố lên mọi người, thử thách. 6 3 2 1 Rồi, rất tốt. Rồi, chúc mừng các bạn đã hoàn thành xong vòng đầu tiên sức bền ha. Ok, nghỉ một phút, sau đó tập vòng cuối cùng nha mọi người. Cố gắng. Vòng cuối làm lựa chọn dễ cũng được, không sao. Bản thân tập rất là mệt, Hiệp biết. Bản thân Hiệp cũng là huấn luyện viên, cũng là con người. Cho nên khi tập Hiệp cũng phải thở dốc thôi. Nha. Vòng cuối cùng cố gắng theo tới cùng thôi mọi người. Mười lăm giây nữa, bài đầu tiên đó là bài nâng cao đùi nha. Vừa dậy vừa nói, khá là mệt. Rồi, 3, 2, 1, nâng cao đùi. Hít thở đều. Cố lên. Mười lăm giây nữa. Bốn, ba, hai, một. Rồi, thả lỏng 15 giây. Sau đó sẽ là bài jumping jack ha. Mọi người nếu mà có ăn uống trước khi tập á, nhớ nha, ít nhất 30 giây. Và những đồ ăn mà hấp thu nhanh nha mọi người. 3, 2, 1. Thôi, bản thân mình ăn trước đây 45 phút nhưng mà vẫn cảm thấy có tí gì trong bụng. Chứ nếu mà ăn 15 giây á, à, 15 phút là bảo đảm tập bài này là bụng khó chịu lắm. Bởi vì cơ bụng chúng ta siết liên tục. 10 9 8 3 2 Rồi, tiếp theo bài gót chầm mông nha mọi người. Rất tốt. 3 2 1 Rồi, chạy chậm, nhanh cũng được. Một, hai.
10 giây cuối, 10 giây cuối, 10, 9. Cố lên. 3, 2, 1. Rồi, bài tiếp theo ha. Ice Skater có nghĩa là bài trượt tuyết đó mọi người. Nhảy qua trái, nhảy qua phải ha. Hai lựa chọn. Nhịp tim mình ở đang mất là, người ta gọi là mất 1 gram. Có lẽ nghĩa là mất thuộc dạng đốt mỡ mọi người. Nếu mà ai làm trong fitness sẽ biết ha. Khi mà nhịp tim khoảng tầm 70-80% của nhịp tim cao nhất, có nghĩa là cơ thể phải dùng năng lượng của mỡ để mà đốt ra ha. Cố lên. Tập cả sức mạnh và sức bền là rất là tốt nha mọi người. Nên video này là tổ hợp cả hai. 3, 2, 1. Hey, Mountain Climber, 4 bài cuối cùng thôi. 2, 2. Chống tay hai chân, chạy nha mọi người. Bước cũng được, bước 1, 2, 1, 2. Đối với một số anh chị có thể làm 4, 3, 2, 1. Hạ đầu gối nghỉ một tí. Xong, 4, 3, 2, 1. Rồi, nghỉ tí ha. Rồi, ai thể được thì chạy nhanh hơn. Khi mà mỏi quá thì hạ đầu gối nghỉ một xíu ha. Trong chuyện tập luyện á, phải điều chỉnh phù hợp với thể trạng từng người ha. Không thể nào ép tập giống nhau được, mình biết điều đó. Và thúc đẩy các bạn cũng nên nằm ngửa. Rất tốt, nằm ngửa về sau ha. Rồi, bài bicycle nha mọi người, nhớ ha. Nhấc lên hạ xuống chậm thôi cũng rất tốt rồi. Bắt đầu. Các bạn làm rất tốt ha, rất xuất sắc ha. Chúng ta còn 2 bài cuối nữa là xong. Mười, chín, tám, bốn, ba, hai, một. Rồi, xoay trở lại làm bài plank chắc nha mọi người ha. Chống plank, hai chân bật ra thu vô nha, hoặc là bước thôi cũng được. Ba, hai, rồi nè, bước giữ mông lại hoặc là nhảy. 25 giây cuối. Hít thở đều, mắt nhìn xuống dưới, tay dưới vai. Đừng để mông đẩy lên quá cao ha, chỉnh cái mông lại. 4, 3, 2, 1. Rồi, bài cuối cùng nha, burpee nha mọi người. Cố gắng, cố gắng. Nếu mà mọi người không bật nhảy được thì chúng ta chỉ cần làm bước thôi ha. Rồi, chuẩn bị 3, 2, 1. Bật, chống tay, bật về sau hoặc là bước trở lại. Hít thở. Rồi, tiếp tục. Cố lên, cố lên. 15, 8, 7, 6, 4, cố lên. Rồi, rất tốt nha mọi người. Nhưng mà từ từ, chúng ta có một thử thách, đó là plank 1 phút 30 giây nha. Nếu bạn nào không thể plank 1 phút 30 giây thì 30 giây thôi cũng được nha mọi người. Bây giờ các bạn nghỉ rất là nhanh ha. Đừng uống nước nha mọi người. Lau mồ hôi. Chúng ta còn khoảng 30 giây nữa thì các bạn sẽ ở trong tư thế forearm ha. Chúng ta sẽ plank 1 phút 30 giây. Trong trường hợp các bạn mệt, các bạn có thể làm 30 giây thôi cũng được, hoặc 1 phút thôi cũng được. Hoặc là
Các bạn làm một hồi, sau đó các bạn nghỉ 5 giây. Rồi các bạn làm tiếp ha. 15 giây nữa các bạn. Ha, tư thế như sau. Giữ ở đây, tay phía dưới vai, mông đừng nhấc lên ha. Siết cái xương cột về phía sau ha. Rồi chuẩn bị 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Cố lên nha mọi người. Hít thở đều, nhớ là mông đừng để lên quá cao, hạ xuống một tí ha. Giữ lại ở đây. Các bạn đưa lên cũng được nhưng mà nó sẽ không nhiều vào phần cơ trọng tâm, cơ bụng, cơ lưng đâu. Thà các bạn làm đúng nhưng các bạn làm 30 giây, thời gian ngắn không được. Nhưng mà nó sẽ vô hơn là làm sai như vậy. Nó sẽ vô cái phần vai. Rất tốt, 30 giây rồi đó mọi người. Ha, nếu mà trong trường hợp các bạn cảm thấy mỏi quá mà các bạn vẫn muốn tiếp tục á, hạ đầu gối, nghỉ một tí ha. 5 giây sau đó bạn nhấc lên. Cố gắng nhanh. Mức mà tốt á là phải 1 phút nha mọi người. 34-35 giây là cũng ok nhưng mà cần phải cải thiện cái vùng cơ bụng của các bạn. Thì các bạn tập một thời gian thì nó cũng sẽ lên thôi. Rồi, 1 phút rồi đó. Cố lên ha. Thật sự rất là khó bởi vì sau 30 phút tập liên tục á, tay, bụng, lưng, mọi thứ nó đều đã rất là mệt rồi. 15 giây cuối nè mọi người. Theo tới cùng ha. 10, 9, siết bụng lại. 4, 3, 2, 1. Oh my god. Wow. Chúc mừng các bạn, chúc mừng bản thân mình luôn. Bởi vì chúng ta đã hoàn thành xong 30 phút. Thật ra chắc là phải là 32 phút rất là thử thách ha. Mà nếu mà các bạn hoàn thành tới lúc này á, thì thật sự là rất là muốn tuyên dương mọi người ha. Để cho phần bình luận ở phía dưới biết các bạn tập ra như thế nào của ngày hôm nay ha. Và đừng quên bấm thích video này nếu mà các bạn cảm thấy thật sự rất là ok ha mọi người. Và nhớ nha, theo dõi cái lịch tập ở trên Facebook cũng như là trên website của mình nha mọi người. Và nhớ ha, tập luyện thường xuyên. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye bye.